Chào mừng quý vị cô chú anh chị và các bạn đã trở lại theo dõi video tiếp theo hôm nay của mình trên kênh Neo 10 TV. Con chị này quý vị, chị này chỉ bán cá hú nè, bán cá diêu hồng nè đó rồi bán khô nữa nha, khô một nắng cũng có luôn, khô cá lóc một nắng, hai nắng, ba nắng gì năm nắng có luôn thì bây giờ là cô ta nói khô cá lóc nha quý vị mà có tẩm kiểu giống như là có tẩm tỏi ớt lên đó rồi xong mình phơi nắng đó phơi khô đó rồi cái đó ngon ăn ngon nhất mắt nha quý vị. Nha. Cái đó ăn mà ba ngày Tết mà ăn chung với lại cái gì Củ kiệu ngâm đồ ba cái đồ, đồ ngâm 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 là ăn bá cháy bụi chét chó quý vị ạ. Thì bây giờ cái câu chuyện ngày hôm nay đâu mời kể là liên quan tới cái chị bắn cá đó, chị bán cá trong chợ. Đây là câu chuyện có thiệt nha. Nên mời kể quý vị nghe đây là cũng là cái góc cảnh báo nè chị em phụ nữ mình là vô đây mình coi mấy cái chị mà bán cá bán khô ở trên khắp quốc gia luôn nói chung là về mình là việt kiều mình ở bên hải ngoại mình vẫn đi bán cá bán khô bình thường thôi gì ơi cái đó là một cuộc sống mưu sinh mà đúng không mà đã nói là mưu sinh thì mình move tới đâu thì mình sẽ sinh sôi tới đó không mình phải kiếm sống tới đó mình muốn sống là mình phải tìm kế sinh nhai đó cho nên mới câu có câu là mưu sinh nhưng mà dịch qua tiếng anh nên là mưu vờ sinh đúng không mưu sinh đó thì cái câu chuyện bây giờ là ta nói câu chuyện bắt đầu nè quý vị ơi gây cấn nha quý vị chuẩn bị tinh thần để nghe cái câu chuyện của cái chị bán cá thì ở trên sài gòn này quý vị có một cái chợ mình không có nói là mà cái chợ nào nói chung là mình cũng uh, giữ kín kẻ cái đời sống riêng uh, tư người ta đi ha cái đó quyền riêng tư cá nhân người ta nha uh, thì mình không có đụng chạm tới nhưng mà bây giờ là mình chỉ nói chung chung cho quý vị mình hình dung chủ yếu là cái gì cái ý nghĩa của câu chuyện thôi thì cái chị ngọc này là chỉ bắn cá ở trong một cái chợ ở quận đó thì cái uh, chị ngọc này ở trong chợ đó mấy cái người mà buôn bán thì thường quý vị biết rồi cái hàng cá ở trong một cái chợ nó sẽ khu 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 chợ nước chợ khô khu chợ nước không thì khu chợ khô là nó sẽ bán những cái đồ mà khô như bản rau cải nè hay là bán thịt heo nè đó bán bán những cái món mà khô khô như đậu hũ đậu đậu phụ đó còn ví dụ như bên bên cái, cái, cái cái khu vực mà bán những cái đồ mà nó nước nước nó ướt ướt mà nó dơ dơ lầy lội đó là khu đó là khu chợ cá đó mình chia nhau mình chia khu nhau khu chợ cá khu chợ hải sản đã nằm ở bên khu đó thì bây giờ ở trong cái chợ này quý vị là nói, nói chung là mình buôn bán mà nếu mà nào, bán lâu năm trong chợ này là hầu như là ai cũng biết mặt ai thì ở trong cái chợ này nè người ta mới đặt cái, cái tên của cái chị ngọc này á, thay vì chỉ bắn cá đúng không thì người ta kêu ngọc cá đi nhưng mà không đâu quý vị ở trong chợ này á, là mọi người kêu cái chuyện ngọc này là ngọc ninja thì à, quý vị biết rồi mấy người ninja mấy cái 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 chuyện á mình ninja đó là mình lấy lúc nào cũng che cái mặt có ông che chấn có cái khăn chấn ngang cái mặt cái là coi như là che cái mặt lại thì bây giờ là tại vì cái chị Ngọc Cá này á chỉ bán trong chợ á lúc nào chị cũng đội nón lá và chị cũng có cái quai nón chấn ngang cái mặt đó. Cái câu chuyện này xong thấy giống cái chị Ngọc Cá này giống cái chị bữa hôm chị Việt Kiều mà ặc đau ặc đau này giống này nha. Cũng thích đội nón lá mà chấn cái khăn ngang mặt sợ nám. Đó à, sợ nám mà trong chợ có mái nhà máy hiên mà sao cũng sợ nám nữa quý vị. Như chị kia đi xuống ghe thì nắng táp thì sợ nám thì không nói đi còn bà này trong chợ sợ nám luôn. Thì à, bây giờ là cái chị này là cái chị gọi là chị Ngọc Ninh Sao cái gì ơi thì uh, che cái mặt hoài á cho nên là thường á mà những cái người mà thuộc dạng như là uh, buôn bán chung trong chợ gọi là bạn hàng với nhau á hoặc là những cái người mà mối mang mà thường hay tới cái quầy của chị mua cá thì mới biết cái nhận dạng gương mặt của chị còn mà dạng khách dạng lai dạng lai mà dạng ba sồn ba sực mà ghé qua đó là không có biết mặt cái bà này là mặt mũi dung nhang của em ấy gần sao già trẻ bé lớn như thế nào không biết nha chỉ chỉ biết là à cái bà này bà bán cá cá ngon thì mua thôi chứ mà không có biết mặt mũi bà thì em mới kể quý vị nghe là cái chị ngọc cá này là mình mình nói sơ vậy ha thì bây giờ mình quay trở về cái quá khứ của cái chị ngọc ninja này hồi xưa đó là mình nói gốc rễ chứ hồi xưa nói chung là nói đầu ngay cũng tội nghiệp cái chị này lắm mà dơi gia cảnh vậy cũng tội nghiệp quê của chị á là ở dưới bạc liêu mà do quý vị ở dưới đó mà cái khu vực của chị ở là nó heo hút nói chung là nó quê lắm quý vị rồi kiểu như là chỉ bắt buộc là phải đi tha phương cầu thực, phải đi lên Sài Gòn này để kiếm sống cái gì thì cái công việc mà chỉ lên Sài Gòn là đầu tiên nha chị nói là chỉ đi xin bán giống như là à, bán cốc ổi mía ghim ở ngoài bến xe đó quý vị có nghĩa là mình cầm mấy mấy mấy, mấy cái bà mà đi lên uh, xe xe đò xe khách đồ này kia hỏi uh, có ai mua trứng cúc uh, luộc không chân cúc chân cúc luộc chấm muối tiêu nè anh chị nào mua không còn không là bây giờ là ở đây có đầu phộng đầu phòng hấp đầu phộng luộc nè ăn không đó kiểu dạng vậy quý gì thì là cái chị cái chị ngọc cá hú này nè là hồi xưa là là chị bán đồ ngoài bánh xe mà quý vị biết rồi trời ơi những cái người mà dân mình không phải mình nói cái gì mà những cái người mà một khi mà người ta đã gọi là cái gì người ta đã ra ngoài bánh xe người ta buôn bán là cái miệng là tay bằng tay mà miệng bằng miệng à cái, giữ ăn á miệng tới bằng tay á vẫn chơi hoài quý vị thí dụ như thấy người ta cầm bịch uh, trứng cút luộc vậy thôi người ta hỏi uh, dịu dàng im thấm thôi em 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 ăn trứng cút luộc không không mà nha rồi ừ, đừng có mời hoài tôi đã nói tôi cũng mua rồi là bả luộc luôn á chứ đó vẫn chơi hoài tôi bán chức cúc luộc thôi chứ tôi không tôi không đụng anh anh đừng đụng tôi tôi mời anh đàng hoàng anh cũng phải trả lời đàng hoàng anh trả lời không đàng hoàng tôi luộc anh luôn á kiểu cái gì á là mấy cái người mà người ta gọi là những cái anh chị mà ở ngoài bến xe người ta phải gọi từ anh chị là quý vị biết rồi là thuộc dạng như là người ta cũng thuộc dạng hung giờ hung dữ đúng không rồi ra đó phải hung dữ một chút đằng để mà bảo vệ lấy mình là phải hung dữ một chút nhưng có điều này là hành sân si quá rồi, quý vị thì bây giờ là ngọc ngọc cá hú là có cái quá quá khứ là chưa có chân, chân áo lên sài gòn nhưng mà không có bị dụ dụ dỗ vào con đường lao lý mà chỉ dụ dỗ vào con đường là bán trứng uh, cút luộc thì bây giờ là sau khi bán trứng cút luộc với lại bán uh, cái gì uh, đậu phộng uh, hấp đậu phộng luộc nói chung là cái gì luộc là em bán hết miễn sao là anh nào đừng có đụng em được rồi đụng em là em luộc luôn đó thì bây giờ là một thời gian với cái nghề đó nhưng mà bây giờ ra hoài không à. nói chung là tháng giêng bán được bịch trứng uh, cút luộc mà tháng chạp bán được uh, bịch đậu phộng luộc Thành ra là nói đầu ngay là ế quá đi Thành ra là bây giờ chỉ mới quyết định là cái gì cái cái cái, cái nghề đó đó thì nó lại kiểu như là thăng trầm dâu bể phải không Vừa bán khó khăn Lời thì không bao nhiêu Mà vừa phải khen cả cổ luôn tại vì mình cứ phải mời chào mời chào tiếp thị không mình mình khen cổ luôn Rồi mình còn phải gì giải nắng nữa à, mình phải che mặt che đeo bao tai rồi đi bán mà phải đeo bao tai che mặt rồi kia nắng lắm quý vị Đứng ngoài bến xe mà đi vòng vòng mà. Thì bây giờ chỉ mới quyết định là thôi bây giờ mình không không đi làm này nữa bây giờ mình đã giống như là mình dạng không dạng ăn dạng nói rồi thì bây giờ là coi như thả mình vô môi trường nào mình làm cũng được chỉ mới quyết định là chỉ xin vô đi làm công nhân ở trong khu chế xuất thì quý vị biết rồi công nhân ở trong khu chế xuất thì chỉ cái công việc mà chỉ nói này nha bây giờ nó mới từ, từ 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 tổ, tổ ngày cá mới độ chỉ nè bắt đầu là chỉ mới xin vô làm công nhân hồi đầu là chỉ định nó làm công nhân khu vực mà lắp ráp à lắp ráp ba cái bù lon con tán đó nhưng mà sau đó không biết cơ duyên nào mà người ta nhìn thấy chỉ cái người ta nói thôi giờ bên kia à, bên chỗ đó đó người, người ta không nhận nhưng mà bây giờ ở bên cái khâu mà ở bên ngay chỗ mà cái công ty này nó thuộc dạng à, cái gì mà về hải sản đó, thủy hải sản đó thì bây giờ người ta cần à, dây chuyền thiếu thiếu công nhân dây chuyền bây giờ vô đó làm đi không à làm cái khâu gì cũng được nói chung làm công nhân dây chuyền mỗi gì biết mà như cái máy vậy đó cứ thấy qua làm thấy chụp hốt chụp hốt chụp hốt vậy đó nghề vậy đó thì chị mới thấy ờ à, ok bây giờ làm à, làm bộ lon công tán cũng không được mình à, con gái mình đi làm bộ lon công tán à, cái đó đàn ông làm ok hơn không bây giờ mình gái mình phải làm bắn cá đi á bắn cá đồ này kia là ok 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 à, rồi đó bắt đầu là con đường à coi như là tổ tổ nghề à, tổ nghề cá hú bắt đầu chuẩn tưởng, tưởng, tưởng bị độ đâu quý vị thì bây giờ là sau khi mà vô trong cái dây chuyền mà làm à, cá đó thì chị mới bắt đầu là tay bằng tay miệng bằng miệng mà nhưng mà bây giờ làm đâu có được, được được nói chuyện đâu nhưng mà quý vị thấy không cái cuộc đời của cái chị này là cuộc đời chỉ là sinh ra là phải làm ninja hồi ờ uh, hồi ý dưới quê đi lên trên sài gòn với bạc liêu uh, lặn lội lên sài gòn đi kiếm sống thì đi làm nghề gì bán đồ uh, bán đồ tiếp thị uh, bán đồ lá trên bích xe mà bây giờ là bán đồ gáo bán đồ gáo trên bánh xe thì cũng phải đeo uh, đeo uh, khẩu trang đồ bít bụng bít bụng không cũng đội nón lá chấn có quai đồ này kia che là bít bụng vậy đeo bao tay rồi như ninja vậy đó bây giờ chán nản với cái nghề đó rồi nhảy qua làm công nhân di chuyển thì bây giờ bắt buộc là cũng phải gì vô làm cái 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 ngành thủy hải sản này mình vô mình làm công nhân di truyền á thì cái ngành này là ngành thực phẩm mà mình phải an toàn thực phẩm mình phải đổi cái nón lên mình che tóc lại không che tóc lại không gớt tóc con xuống hay là gớt gào hay là nó gớt nắm kim châm ở trên đầu gớt xuống thấy mồ luôn quý vị mình phải vệ sinh an toàn thực phẩm phải không à, nhiều khi có mấy bạn trên trên cái đầu nhiều khi bị bị nắm á thì mình gọi là nắm kim châm đi chứ mình nói nắm gì người ta quê không người ta bồ mình nói cái đầu của chị có nắm kim châm mình nói gì nắm kim châm dù sao nghe nó cũng sang sang chút không có gì kim 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 vàng 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 còn mình nói cái đầu chị ấy, có bị nắm nghe nó kỳ lắm ơi nó phèn lắm phải không mình nói gì người ta thô bỉ lắm mình phải nói là đầu chị có nắm kim châm thì bây giờ là nhiều khi mình đứng mà mình không có lấy cái đồ mình bịt cái đầu mình lại là nó coi như là lỡ nắm kim châm nó gớt xuống dưới cá đồ này kia ta nói đóng gói vô cái đó mà. anh chị nào mà mua chúng phải cái bịch mà có dính cá nắm kim châm trống là coi như là ngon luôn á thành ra là nên là phải gì bắt buộc là làm công nhân ở trong mấy khâu mà thực phẩm đồ này kia bắt buộc là mình phải bịch lại kỹ lưỡng cái gì rồi xong rồi lại gì không có được gắn lông nheo giả nha gắn ba cái lông mi giả vô rồi, rồi cuối 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 làm 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 gớt coi cái cặp lông mi xuống dưới cái gái. rồi xong phim luôn nó công tắc len không được đeo luôn nha nói chung là đơn giản thôi em đi làm công nhân mà em có phải đi làm mô đồ đâu không thì bây giờ là bắt đầu vô làm dây chuyền quý gì thì bây giờ cái cuộc đời vẫn lại tiếp tục là gì che đầu che mặt đó bắt đầu là đội nón lên che tóc lại xong rồi cũng đeo khẩu trang đồ che lại cái ăn toàn thực phẩm mà vệ sinh ăn toàn phẩm rồi mà thì bắt đầu gì là lại tiếp tục làm cái câu cái cái dây chuyền là ngành cá thì làm một thời gian rồi chị chị em em quen biết nhau ở trong cái ngành hàng nó nhiều lắm cái gì rồi sau đó thì chỉ làm ở trong cái nghề đó cũng lâu lắm ăn dầm nằm về chống nghề đó bảy tám năm thì bây giờ ở gì ở à, trong cái thời gian đó chị cũng có quen bồ luôn thằng bồ chỉ nó cũng làm ở trong dây chuyền luôn nhưng mà nó làm khâu khác thì hai người yêu nhau cái chị mới nói nha à, yêu nhau yêu cái thằng đó trời ơi yêu nó xong rồi nó dụ đi ra ngoài thuê phòng trọ ở đi Ờ à, nhưng kiểu dạng ở hai đứa thôi ở chung như vợ chồng ấy, sống thử đó quý vị gọi là sống thử đó thì cái chị ngọc có hú này chị mới nói là cái thằng bồ chỉ mới dụ chị là đi ra ngoài ăn ăn ở với nó kiểu như vợ chồng đúng không nhưng mà khi mà ở hiểu quý vị biết rồi Ờ, hồi lúc mà mới thì ok lắm nhưng mà ở một thời gian đi bắt đầu hằng này lòi ra vũ phu không vũ phu rồi xong rồi chưa kể là gan bóng gan gió nè mỗi lần chỉ vô trong uh, chỗ dây chuyền chỉ làm á thì làm chung nhau mà mặc dù nó khác nó khác khâu thôi nhưng mà làm chung thì tới giờ mà được nghỉ trưa mà xuống dưới căng tin ăn 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 á mà hễ mà nó thấy á mà chỉ nói chuyện với con trai nào á là tối nó về phòng trọ đó nó nó chơi uh, nó chơi uh, tí quyền với chị đó quý vị ông là coi như nó xỉnh vô á nó xỉnh vô bắt đầu đi về phòng trọ đó là nó chơi tí quyền với chị thì chỉ nói là hồi nào giờ chỉ đâu có tí quyền đâu chỉ chỉ có biết gì chỉ có biết dạng họng thôi chứ chỉ đâu có biết dạng chân dạng tay để mà đánh nó đâu thành ra là bây giờ nó về, nó về nó về nó nó, nó, chơi tí quyền chỉ thì thôi chỉ bó tay chấm cơm chấm canh luôn quý vị và thế là bắt đầu quý vị từ từ thì chỉ giống như là chỉ sợ nó quá phải không chỉ sợ là bây giờ thời buổi bây giờ nó phức tạp á chị chị chỉ nói nha thời đại lúc đó nó cũng cũng vẫn còn phức tạp lắm kiểu như là sợ mà yêu đương mà không thành rồi mất công nó ghen bóng ghen gió mà bây giờ bây giờ mới là người yêu người đương thôi mà nó đã ghen vậy rồi rồi lỡ mà mai mốt mà ví dụ như mà yêu sâu hơn nữa rồi rồi định định, định tiến xa hơn nữa trong cái chuyện mà vợ chồng á à, rồi lỡ lúc đó mà nó ghen bóng ghen gió vậy rồi lỡ nó, lỡ nó luộc mình luôn sao thì chị mới nói là không hồi, hồi nào giờ tôi rồi tôi, tôi chỉ có làm nghề trứng cút luộc thôi với lại nghề là nói đầu ngay là cái nghề thêm nghề đậu phộng luộc nữa thôi chứ mà tôi chưa bao giờ tôi đi luộc ai tôi nói mạnh miệng như thôi tôi chưa luộc ai gọi là tôi khẩu khẩu xà nhưng mà tôi tâm tôi là tâm thiện lành thấy không nhưng mà bây giờ là tôi lấy thằng bồ thằng bồ để chơi tí quyền nhưng mà nếu mà là về lâu về dài á là không chừng á là tôi bị nó luộc là lúc đó là đàn đàn kêu tích tịch tình tan đúng không thì cái bà này ba cái, cái cái chị ngọc cá hú chị mới thấy sợ quá đi chị mới bắt đầu cuốn gói cuốn tượng cái gì nghỉ ngang luôn tức là thay vì theo như quy định luật lao động mình ký hợp đồng lao động mình làm thì ít nhất là mình muốn nghỉ mình phải báo trước cho người ta ít nhất cái nha là tối thiểu á, gấp lắm thì cũng phải báo trước cho người ta hai tuần 3 tuần còn không á nếu mà đúng theo quy chế á, là ta, mình phải báo trước cho người ta 30 ngày để người ta chuẩn bị người ta tìm nhân sự mới thay thế mình rồi kia đúng không cái đó là theo luật lao động nó là như vậy mà không đâu bây giờ sợ quá rồi quý vị thì coi như là cuốn tượng ngay trong đêm luôn cái đêm đó bị nó đánh thêm trận nữa xong rồi là nó xỉnh mà nó chơi tới quyền thêm trận nữa xong rồi nó lăn ra nó ngủ nó ngủ thì lúc đó chỉ canh là nó ngủ không có biết gì hết trơn rồi à, bắt đầu thì chỉ cuốn tượng cho bỏ trốn chỉ nói chỉ ruộng có ba bốn bộ đồ thôi là bỏ xứ đi luôn quý vị tôi không phải là bỏ xứ đi mà 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 bỏ bỏ ra khỏi cái nhà trọ đó trốn luôn trốn ngay trong đêm rồi là nhắn tin báo nghỉ luôn quý vị à, với email báo nghỉ luôn chứ mà không dám đi lên trên khu chế xuất lên lên trên đó gặp lại nó là sao lên trên kia gặp nó là sao làm làm chung chỗ ngành mà khác khác không thôi mà làm chung mà bắt công lên rồi xinh xinh rồi nó nó thấy nó chơi tí quyền ngay ngay ở trong khu chế xuất luôn không biết sao à Nên chỉ mới nói là cuốn tượng xong rồi đi trong đêm luôn xong rồi là chỉ có gọi điện nhắn tin rồi báo nghỉ vậy thôi Rồi lương lẹo vậy thì người ta chuyển khoản qua cho mình nó để coi như là coi như là bỏ trốn cái thằng bồ ấy không Thì chỉ mới nói là chính vì là cái tư tưởng của mình mình đi lên Sài Gòn mình thấy mình khổ quá đi à, ngày xưa rồi đi bán đồ gao cũng trầy trật rồi cũng nằm gai nếm mật rồi cũng nhiều khi à, cãi lộn mà chửi lộn ôm sòm bắt nhã ở ngoài à, chờ mấy cái bánh xe thì thường ba vụ đó mà quý vị nhiều khi chửi lộn nhau hoài à chửi lộn hoài cái gì buôn bán dân buôn bán cạnh tranh nhau chửi lộn hoài thì chỉ mới nói là sau đó mình mới tự tìm một cái nơi yên yên để mình làm mình mới vô đây mình làm công nhân thì làm công nhân thì nó giống như là một cái bộ máy dây, dây chuyền vậy thôi thì cứ thấy một thấy làm thấy làm, làm ai khâu nào làm khâu đó thì chị mới nghĩ vậy là coi như êm rồi quý vị nhưng mà ai ngờ đâu giờ thì công việc nó êm á nhưng mà giờ vô cái đường yêu cái nó không êm nữa rồi nó không êm nữa rồi, nó rồi lại tiếp tục nhảy bỏ trốn trong đêm nữa thì sau khi mà chị ngọc Cá hú chị đã bỏ trốn đi, qua cái quận khác chị ở rồi bây giờ chị không dám ở cái quận đó luôn tức là chị trốn với thằng bồ này chị đi xuyên quận luôn giống như mà ở bên mỹ mà bây giờ mình trốn thằng bồ mình phải đi xuyên bang vậy đó thì bây giờ chị mới đi qua quận khác chị quý vị chỉ làm lợi từ đầu thì bây giờ qua bên đây thì chỉ không biết làm gì nhưng mà bây giờ nói đầu ngay là mình có cái nghề là nghề công nhân dây chuyền mà làm trong khâu mà thủy hải sản mình hay làm cá đó à, thì thầy thì chỉ ok chỉ làm tay chân rất là mau lẹ làm rất là điêu luyện quý vị chờ mình làm trong mấy khâu đó được học được người ta chỉ dạy học bài bản làm rất là ok thì chỉ mới quyết định thôi bây giờ là mình đi vô chợ mình bán đi không mình xin chân vô chợ mình bán À, mình bán uh, mới thì vốn ít thì mình bán ít thưa ông dù sao trong những năm tháng mình đi làm công nhân mình cũng có được tình tiền tích góp chút đỉnh đó thì bây giờ có có vốn ít thì mình làm ít có vốn nhiều thì mình đầu tư nhiều làm từ từ làm lên thì khi mà chỉ vô quý vị chỉ đâu có tiền đâu mà mua cái thuê kiosk ở trong chợ tiền đâu mà thuê kiosk rồi quý vị vẫn chơi kiosk trong chợ mắc lắm á nha ờ à, không có phải ghẻ đâu mình thấy cái sạp sạp nó bèo nhèo như, như da mèo vậy thôi nhưng mà thật ra đụng vô tiền không ấy cây vàng cây vàng không á thành ra là chị mới nói đâu có tiền đâu mà thay sạp á không thuê sạp thay đồ thì lúc này quý vị chỉ mới uh, bắt đầu á uh, chỉ nói là chỉ bắn cá là đầu tiên là chị chỉ có lấy cá của người ta đó xong rồi là chị chỉ để lên một cái uh, giống như là một cái xề nhôm á một cái xề nhôm uh, xong rồi bắt đầu á uh, là chị cứ uh, để ở một cái góc ngay chỗ ngay 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 ngay, ngay cái đầu giống như cái đầu chợ á tức là khách người ta đổ xe vô bãi dưới xe xong người ta đi bộ vô là ngay chỗ cái lối đi mà đi vô trong uh, lòng chợ á là chỉ bán ngay chỗ mặt trước của lòng chợ đó là đầu lòng chợ đó thì mình bán ở ngoài đó thì nó thuộc giống như là bán hàng rong vậy đó quý vị cho nên nếu như là bán uh, lan ở ngoài vậy đó thì không có bị thu uh, giống như là không có bị mà thôi tốn tiền mà 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 mua cái uh, kiosk hay là này kia hay là thuê này kia thuê chỗ mà cái đó mình chỉ trả tiền góp chỗ nhưng mà tiền góp chỗ rất là ít quý vị rất là thấp quý vị tức là mình vẫn trả tiền góp chỗ cho cái người chủ chợ nhưng mà giống như là mình trả cái cái số tiền nó ít hơn rất là nhiều so với cái tiền mà nếu mà mình đi vô trong bên trong lòng chợ và mình bán có một cái chỗ mà cố định đúng không thì trong đó nó mắc hơn thì bây giờ chỉ mới bán theo cái kiểu vậy đó gì thì hôm nay mình ra sớm thì mình có chỗ đó ngày mai không ra ra trễ thì mình phải nhảy qua chỗ khác chứ đâu có cố định được đâu tại mình bán này là mình bán dù mà gọi là bán dù mà bán chạy mà thì bây giờ là chỉ mới bán ở đâu gì thì chỉ mới nói là bán từ 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 cũng cực lắm mới lúc vô cũng cạnh tranh nhau có nhiều bà ở trong lòng chợ bà, mấy bà bán ế tại vì mấy bà thấy là uh, nhiều người ra ngoài chỗ xề của chỉ mua tại vì người ta thích chỉ là tại vì chỉ buôn bán mau lẹ mà chỉ vui vẻ quý vị thì người ta thích người ta mua thôi nhưng mà từ từ giống như là mấy cái người mối của, của mấy cái người bà của mấy bà mà bán cá trong trong lòng chợ đó mấy cái người mối của mấy bà đó đó đi ra ngoài chỉ mua ở ngoài chỉ tức là họ vừa đậu xe vô họ đi vô cái họ thấy chỉ cái họ mua liền luôn thì thứ nhất là vừa tiện cho họ nè, cái thứ hai nữa là thấy chỉ vui vẻ giờ rồi chỉ bán chỉ hay giảm giá thì người ta thấy thích đi, cho nên người ta mua dần dần người ta chạy ra ngoài chỉ người ta mua, người ta mua ở đầu chợ không à. Thì mấy con mẹ mà ở trong lòng chợ giống như đố kỵ quý vậy giống như kiểu mà, mà, mà à, gan ăn cứ ở à, tức ở không mà tại sao mà bây giờ nhỏ này nó mới bán tay ngang từ ơ vô đây mà mà tại sao mà nó giật khách của mình không? Thì mấy bà đó ra cũng kiếm chuyện cũng chửi đồ này kia cũng có cái gì cũng có ban quản lý người ta xuống người ta mời làm việc lùm la bộ ban quản lý chợ đó, người ta cũng mời xuống làm việc lùm la rồi sau đó thì thì giống như là cũng không có ghẹo chọc cũng không có quậy gì nữa ờ, bị kiểm điểm rồi bị phạt đồ này kia cũng không có quậy gì nữa quý vị gì, gì. nhưng mà chỉ nói là ý là chị ngọc cá hú chỉ kể là cái khoảng thời gian đầu lúc mà chị bán ở lòng chợ để mà bán được ở cái chợ đó chỉ rất là cực quý không phải tranh giành nhau từng con cá đó quý vị thì thấm thoát của quý vị Bây giờ là chị Ngọc Cá Hú chỉ đã thuộc dạng là 40 tuổi rồi Mà chưa có chồng luôn Từ ngày mà hồi xưa đó mà cực khổ vậy rồi quen được cái thằng công nhân làm chung đó Mà bị nó chơi tí quyền hoài tối ngày sáng đêm đó Mình mẩy mà bầm 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 đen bầm đỏ đó thì ghét rồi sợ Xanh mày xanh mặt giờ thấy đàn ông không dám quen Thì chị mới nói là chị ở vậy rồi xong rồi cộng thêm nữa là là cái lúc mà Chạy trốn mà từ quận này trộn trốn qua quận khác á Rồi phải lập nghiệp lại từ đầu á rồi phải tranh giành nhau miếng cơm ở trong chợ thì bắt buộc là chỉ đâu có thể mà có tâm sức nào đâu mà suy nghĩ tới cái chuyện yêu đương mà lập lập gia đình lúc đó đâu quý vị còn đang khổ muốn chết mà lấy chồng lấy con đẻ con gì cho nên là chỉ cứ vậy đó quý vị rồi lo mưu sinh mưu sinh riết rồi giờ nó thấm thoát 40 tuổi rồi thì nói nào ngay là bây giờ 40 tuổi á thì ở trong chợ là bây giờ chỉ bán thuộc dạng như là cũng đầu sậu ở trong cái chợ đó rồi bây giờ người ta vô là người ta biết ngọc có hú là ai rồi nãy nãy nêu người có nói đó là một số người, người ta kêu là ngọc ninja phải không tại vì là bả rất là dữ chị ngọc á chỉ là coi là cái miệng cái miệng của chị là tới cái mang tay thuộc dạng là hồi xưa là dân bán ở ngoài bến xe mà bây giờ vô trong chợ nữa là dân trong chợ kiểu gì biết dân trong chợ dân bán xe là dân, ngoài bến xe là người ta thường là người ta dạng dạng như người ta rất là mạnh dạng dám dám ăn dám nói lắm thì uh, trong chợ người ta mới kêu chỉ là ngọc ninja rồi còn không á là kêu chỉ ngọc cá hú thì bây giờ là chỉ vốn mạnh nữa quý vị khách đông vốn mạnh bây giờ chỉ giàu lắm quý vị ơi giàu lắm mà chỉ bán bây giờ đủ thứ có có tôm nè có tôm nha tôm càng xanh cũng có luôn Tôm sông, tôm sú có luôn Rồi xong rồi chỉ còn có bán cá hú đó Nãy Nêu Mười giới thiệu ở đầu video Cá hú, cá diêu hồng, à, cá hường Mà có một cái loại cá mà Nêu Mười nghĩ là Quý vị chắc cũng khoái lắm đó là cá dồ đó. Quý vị ơi Cá dồ mà cái này cá dồ nuôi đàng hoàng nha Nhưng mà có điều là nuôi này không biết nuôi ở đâu thôi cái này về mà trẻ người ta nói thấy ở trong đó là toàn là gon không là toàn là vàng không người ta nói là tá quả tâm tinh luôn tại vì là nuôi trong mấy cái hầm cá dồ của vị không thì bây giờ là mình mình vô mình hỏi chị chị cá dồ này là cá dồ bè hay cá dồ nuôi không à, thì người ta sẽ nói cái chị bán chị sẽ nói chị ngọc cá hú cho nó không không mà em cái này cá nuôi với em cá nuôi á mà ngon lắm ngon lắm em, em mua đi ngon lắm chị bảo bảo đảm bao thịt ngon thịt ngon nếu mà đâu dám mua vậy trời ơi ông ơi thịt ngon thịt ngon ăn vốn có cái mùi tanh tanh nó kỳ lắm nha thì bây giờ không 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 dám ăn cá dồ quý ơi nếu mà nói thiệt nó mà không ăn cá dồ mình không phải gì mình nói thôi cái gì ăn chắc mặt bền quý vị cái gì mà mình ăn mà mình thấy mình an tâm phải không mình an tâm cái mỏ mình mình ăn chứ mình mình ăn mà mình thấy cái mỏ mình nó hơi uh, không có dạng dạng mỏ thì thôi mình đừng ăn quý vị thì sau khi mà bây giờ là gọi là chỉ là gọi là dân bán cá rồi có máu mặt ở trong chợ phải không thì bây giờ quý vị à, tiền nhiều à, có nhà xây nhà luôn rồi trời ơi bây giờ xây được cái nhà luôn ngon lành quý vị ở một mình vậy thôi đó sung sướng lắm à, sáng bắn cá rồi tới xế xế à, bắt đầu dẹp cá xong về nhà là bắt đầu từ giờ từ buổi chiều cho đến tối là con người thư giãn tinh thần ở nhà chơi không quý vị thấy sướng không vậy cũng gọi là nhà người cũng gọi là sướng rồi đó người kệ cuộc sống mà vậy là cũng sướng không quý vị không chồng không con mà vậy là cũng vui thì bây giờ quý vị à, một cái ngày đẹp trời bởi vì cuộc sống không bao giờ yên bình à, cái đó gọi là vũ trụ vũ trụ bắt buộc cuộc sống nó phải có những cái gờ giảm tốc rồi nó cũng phải có những cái đoạn đường cao tốc đó mới bắt buộc vậy quý vị. Thì bây giờ là coi như cái câu chuyện nó mới bắt đầu một ngày đẹp trời cái chị Ngọc cá hú chị mới mở sạp đi chị bán. Thì uh, liên tù tì liên tù tì quý vị. À, coi như là bốn ngày nay ngày nào chị cũng thấy cái ông này ghé qua chỉ mua cá. Đó. Mà cái anh này á là nói là cái anh thôi nhưng thật ra nếu mà nêu mười nêu mười kêu ông này bằng chú lận. Tại vì uh, 55 56 tuổi rồi quý vị. À, còn mà cái chị Ngọc Cá Hú năm đó 40 Thì chị Ngọc Cá Hú kêu ông này bằng anh là đúng rồi Thì chị Ngọc Cá Hú mới nói á, là cái anh này á, Lúc đó anh gặp chị á, là ảnh giới thiệu Anh 55, 56 tuổi gì á Nhưng mà nói chung á nha là cái lúc mà mơ, 3 ngày đầu gặp là không có nói chuyện với nhau nha 3 ngày đầu gặp là tới là Ổng à, mua cá thì chỉ bán, ổng mua cá thì chỉ bán thôi nhưng mà qua tới ngày thứ tư thì chỉ biết là ông này là khách mối của mình tại vì mặc dù á ổng là ổng chưa biết mặt chỉ chỉ nói á là ông này ổng không biết mặt tôi đâu tại vì tôi tôi, tôi lúc nào tôi 24 mươi bốn tôi cũng đeo khẩu trang tôi tôi, tôi chấn qua nó lá ngang cái mặt sao thấy được không thì mỗi lần ổng tới á, là ổng chỉ biết là cái quầy của tôi bán cái sạp tôi bán ngay đó vậy 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 ổng ghé vô ông mua ổng ờ, biết tôi vậy thôi nhưng mà ổng không biết tên ổng không biết mặt còn tôi thì tôi biết ổng tôi quen quá rồi tại vì tôi bán ổng ba ngày liên tục ở đây khách dẫn lai like hay là khách cũ gì tôi nhìn vô tôi biết liền thấy không thì bây giờ chị Ngọc có hú cho mới nói là nhìn cái ông này thấy ổng kiểu mặc quần xà lõn không? Mà quần xà lõn màu trắng, mà mặc cái áo thun màu trắng. Cho nên là chỉ mới ấn tượng đi. Trời ơi đi cái chợ cá mà ông mặc nguyên một cây màu trắng rồi ông đi ông văn sình lên tới cái đỉnh đầu luôn rồi sao thấy không? Cho nên là tạo ấn tượng lắm bởi em nói quý vị bây giờ muốn cua gái là phải tạo nét đi, đi chợ cá là mặc đồ trắng vậy nó mới sốc chứ mà ví dụ đi đi chợ cá mặc đồ đen nó thường rồi nó quá bình thường nó không có tạo ấn tượng gì một một màu đen tăm tối nó không thấy sình còn bây giờ mà đi, đi, mặc nguyên bộ đồ trắng hay là mặc bộ đồ cẩm hường đi làm bảo đảm quý vị văn sình tới đỉnh đầu là bảo đảm có người để ý liền đó à. thì bây giờ là coi như cái ông ông việt kiều này là bắt đầu cái gì ông mới giới thiệu qua ngày thứ tư rồi chỉ mới thấy ông này mối đi chỉ mới thấy vậy quý vị chỉ mới bán cho ông mà chỉ giảm giá thì khi mà chỉ giảm giá gì à, chỉ mới hỏi ông là thấy anh bữa giờ ngày nào anh cũng ghé mua à thôi hôm nay dạng như là để giữ giữ mối á em giảm giá cho anh à, anh mua đi anh mua anh cứ mua đi mà em giảm cho anh chút đỉnh để mà làm quen nặng mai mốt anh mua lâu dài với em á hả? mình buôn bán mà chợ mình mới nói chuyện vậy với cái gì thì bây giờ cái ông này Ông thấy chị này vui vẻ đi mà chị này bắt chuyện với ông trước không cho nên ông mới nói à, à, em bán rẻ cho tôi rồi sao mà em lời ở bên việt nam này à, tiền việt nam nó đã bèo rồi mà em còn bán rẻ em giảm giá cho tôi nữa à, nói chuyện nghe sốc chủ vậy thì cái chị này mới nói uh, chị bà này chắc luôn trong bụng bà nói là biết vậy nãy tôi khỏi giảm như vậy không mà mình mình nói mình giảm mà ổng còn nói tiền việt nam bên em bèo à, cái ý của ổng là kêu mình đừng giảm biết vậy nãy đừng giảm biết không giờ lỡ nói biết sao giờ nói là lời nói không hốt lại được phải không thì uh, bắt đầu cái gì bán, bán con cá ngày hôm đó là coi như là bán cho ổng là hai con cá diêu hồng ổng nói ổng đem về ổng nói ổng đem về ổng nấu canh ngót ổng ăn Ông nấu canh ngót với ông mua bịch bún uh, bịch, bịch bún tươi á, bún tươi quý vị, bún uh, sợ bún gạo sợ nhỏ, sợ nhỏ đó. Ông nói ông đem về ông ăn với lại uh, cá ngót. Uh, cá 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 hồng nấu ngót không? Với lại uh, uh, ông dầm thêm chén nước mắm tỏi ớt nữa. Nước mắm ớt nữa. Đó bắt đầu cay, cay cay cay, cay ông ăn vậy đó, ông nói ông khoái cái món đó. Cờ, gây ghê gớm lắm mà bên Mỹ ông thèm lắm mà mà nói chung là nó không có ngon được như bên đây. Nói chung vậy, cái gì cũng vậy, cái gì vị, vị canh chua quê nhà, cái vị canh nó quê nhà nó ngon hơn quý vị ơi nên ổng mới nói là ổng về ổng mua hai cái du hồng về đúng không một con á là ổng để chiều ổng chiên lên ổng chiên lên bắt đầu cho giòn giòn cái dao bắt đầu cái ổng làm cuốn bánh chán với lại rau sống rồi kia ổng chấm nước mắm ổng ăn đúng không Cá du hồng chấm mắm bật ngon bá cháy bù chét luôn quý vị còn mà một con nữa thì ổng để buổi sáng nấu nồi canh nồi canh ngót nhỏ nhỏ đặng để mà ổng ăn cá điêu hồng nấu canh ngót với lại nước mắm tỏi ớt đó em nói vậy đó thì coi như là chị này chỉ mới thấy ông này mua hai con cá điêu hồng mà chỉ thấy vậy thôi nếu vậy hồi nãy ông này ông nói mình là giảm giá ăn chi hiểu không tiền việt nam giảm giá ăn chi thì chỉ mới nói vậy thôi giờ anh anh uh, mua hai cái dụng hồng thì thì em tặng cho anh một con cá dò nuôi quý <laughs> cái đó nếu mời tặng á quý vị nếu mời tặng cho anh việt kiều này một con cá dò nuôi nha người ta tình thương mến thương vậy còn gì nữa bây giờ giảm giá tiền bạc anh nói là người ta vật chất đúng không bây giờ người ta bán hàng người ta vui vẻ người ta quan hỷ người ta nói thôi em giảm giá cho anh để giữ mối đồ người ta nói ok lắm mà anh nói trời tiền việt nam anh em bèo mà em còn giảm cho tôi nữa thì giờ nếu vậy anh đánh giá tôi bằng vật chất thì giờ tôi cho anh tinh thần tôi cho anh con cái vụ nuôi đó anh về anh ăn vô cái là bảo đảm là tinh thần anh nảy lửa liền đúng không thì giờ nếu mà nếu mà anh không thích vật chất thì tôi tôi là người sống bây giờ tinh thần đó tôi thương anh tôi quý anh tôi coi anh là mối mang này tôi chỉ tặng anh con cái vụ bè mà không tôi cái cái vụ nuôi đi cái vụ nuôi ngon ăn chắc thịt hơn đó tại vì nó là bao nhiêu tinh tí là vô nó thịt nó chắc lắm đó quý vị không, không là bây giờ là nêu mời tặng cho anh việt kiều mỹ này là một con cá dồ nuôi nhưng mà không biết là anh này về rồi thì ảnh sẽ làm chế biến ra cái món gì để mà ảnh ăn thì mình không biết và ảnh có nuốt trôi hay không thì mình cũng chưa chắc á thì à, bắt đầu vậy sau cái ngày thứ tư đó ha thì qua những cái ngày sau ông này ông lại tiếp tục thấy vui vẻ quá không biết ông về không biết ông về ông ăn cái con cá dồ nuôi mà nêu mười tặng chưa thì không biết nha nhưng mà qua ngày thứ năm ổng vẫn tiếp tục đi ra chợ ổng gặp cái chị ngọc cá hú này ổng mua nữa nhưng mà hôm nay là ổng không dám mua cá nữa ổng bỏ cá ổng không ăn cá nữa quý vị ơi bây giờ ngày hôm nay anh ngán cáo quá ổng ra ổng nói với chị ngọc cá hú hôm nay anh ngán cáo thôi anh không ăn cá nữa đâu quý vị quý vị thấy không tại vì hôm qua anh nêu mười tặng cho ổng cái cá dù nuôi làm chi ổng về bây giờ không biết ổng ông việt kiều này ổng ăn trưa mà bây giờ hôm nay ngày thứ năm ra mà ổng ra ngoài quầy của chị ngọc cá hú mà ổng nói thôi hôm nay anh ngán cá quá anh không ăn cá đâu ngọc ơi hôm nay à, em bán cho anh cái gì hải sản Như là tôm mực hay là bạch tuộc đi chứ mà hôm nay anh ngán cá quá <laughs> bởi vậy nếu mười tặng nhà ổng nguyên cục vàng luôn thôi sao ổng không khoái luôn bây giờ. bởi vì qua hôm sau là ổng sợ cá luôn ờ à, thôi cho anh ăn tôm bạch tuộc đi đó quý vị không thì bây giờ quý vị vô tình thì bây giờ hôm nay à, chị chị ngọc cá hú chị mới nói nha ngày hôm nay ngày thứ năm chị mới nói chuyện qua lại mới hỏi thăm ông, à, em hỏi anh nè à, bữa giờ ngày nào cũng thấy ông ra đây ông mua bây giờ buôn bán mình phải nói chuyện mình xưng vui vui không sợ lỡ sợ lỡ mình phải nói à, hay gì mình xưng anh nhưng mà mình ghẹo ghẹo mình ghẹo mình nói à, em hỏi anh nè mấy bữa nay làm gì thấy ông ngày nào ông ra đây mua mà đi có mình vậy đàn ông mà đi chợ dỗ dữ vậy đó buôn bán mình phải nói chuyện vậy chứ bởi vậy bữa hôm có người nói nêu mười chợ nhỏ thì chắc bắn cá bắn cá trong chợ thì thôi kệ đi mấy người bắn cá cái miệng người ta vui vẻ lắm quý vị quan hỷ lắm nhưng mà ví dụ như nước sông không không phạm nước giếng em là nước áo cáo gì áo cáo làng á thì cái lúc này chị ngọc cá hú chỉ mới hỏi cái ông việt kiều mỹ nè năm năm mươi lăm tuổi rồi bữa giờ thấy anh ra chợ hôm nay ngày thứ năm rồi cho em hỏi xíu anh tên gì ờ à, mối mang nhau không mà cũng phải biết cái tên đi đừng vui vẻ vui vẻ vụ mình bán hàng với nhau mình vui vui giao lưu với nhau không thì cái ông này ông cũng nói uh, anh tên phong anh việt kiều mỹ cái cái, cái 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 chị ngọc cá hú chỉ mới vui vẻ hỏi tiếp ha À, mà bây giờ em hỏi anh phong nè bây giờ anh đàn ông mà sao giỏi vậy đàn ông sao ngày nào ông đi chợ mình vậy vợ con đâu mà 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 để cho anh đi chợ mình đúng không về việt nam về mình nữa à, thì ngọc có hú hỏi hỏi gà, gà 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 không để coi thử coi làm sao thì cái ông ông phong gì kiều mỹ đâu mới nói trời ơi anh ly dị vợ anh bốn năm rồi ly hôn vợ 4 năm rồi anh trải qua nhiều thăng trầm dâu bể đau khổ trong cuộc sống lắm em ơi lên bờ xuống ruộng rồi xong rồi bây giờ lên bờ xuống ruộng nên là bây giờ anh về việt nam nói chung là anh ở bển nhưng mà anh buồn chán quá anh về việt nam rồi anh thuê căn chung cư gần chợ nè bắt đầu là anh ở rồi mỗi ngày anh đi chợ qua lại qua lại nói chung nói đâu ngay là anh về bữa giờ anh về cũng được 10 ngày rồi không thì khi mà cái chị ngọc cá hú chị nghe vậy chứ nói trời anh về 10 ngày mà 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 mới có 5 ngày đầu quá là 5 ngày sau anh đi chợ mua cá em anh ăn ngày nào anh cũng ăn cá anh không ngán hả thì ông mới nói à không đáng lý ra là cho anh ăn cá hoài 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 luôn anh cũng không ngán luôn anh nói thiệt với ngọc á anh không bao giờ ngán nhưng mà không có hiểu sao mà tự nhiên cái tới ngày hôm qua đó anh ăn cá của em trời nó ngon dễ sợ đầu đầu buổi sáng anh mua hàng cá vô hồng của em đó anh ăn trời ơi nó ngon buổi sáng ăn nấu canh ngót lên anh ăn hết trơn luôn anh xử lý hết cái nồi canh ngót luôn rồi xong rồi tới chiều cái anh định là anh lấy cá vô hồng Rồi anh chiên lên chiên xù giống như anh nói với ngọc đó là anh cuốn bánh tráng nhưng mà tự nhiên cái anh thấy tặng cho anh con uh, cá dồ nuôi anh cũng nghĩ thôi sáng ăn uh, cá du hồng nấu ngót rồi không lẽ chiều ăn cá du hồng chiên nữa thì nó ngán quá cứ cá du hồng du hồng quẩy không là hồi mình hát bài lá du bông luôn bởi nên anh thấy vậy anh mới chuyển qua thôi chiều anh ăn uh, cá dù nuôi nhưng mà anh không hiểu sao tự nhiên anh ăn cá dù nuôi xong cái uh, qua ngày thứ năm sáng nay tự nhiên anh ra anh thấy cá em cái anh nhận 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 sao thôi anh anh nấu ăn cá nữa hôm nay anh ăn hải sản nha à, hải sản nha em nha hải sản ok ok hải sản thì sau khi mà cái màn chào sân bây giờ là ngày thứ năm rồi nói chuyện vui vẻ là biết rồi ha biết tin phong rồi việt từ mỹ nè mới thôi vợ 4 năm hả quý vị ơi coi như là chị ngọc Cá hú đã mau móc được mới thông tin thì biết được là anh này đang thuê một căn chung cư gần chợ và anh đang ở và mỗi ngày mới về việt nam được có tổng cộng có 10 ngày thôi đó thì bây giờ là hai bên là vui vẻ nhau quý vị và mỗi mỗi một và cái ngày hôm đó khi mà mua tôm mua mực mua bạch tuộc rồi này kia đó thì chị ngọc cá hú chỉ nói là chị có bỏ mấy con cá nhỏ lồng tông đồ này kia đấy bỏ mấy con cá nhỏ 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 lúc chút vô một đó giống như là khuyến mãi tặng cho anh đó thì qua tới cái ngày thứ sáu ông này ổng về chắc ổng thấy ổng khui bịch ra ổng thấy có cá khuyến mãi được cho nữa cái ổng sợ hay sao á chắc là ổng sợ là chị này cứ cho cá hoài mà ổng đang nhận 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 cáo quá nhận cá quá mà ông bà này cứ cho cá hoài phải không dù là cá lồng tông nhưng mà nhìn cá lồng tông nhớ lại cá dù nuôi không nên là nhìn thấy cá thì sợ quá đi cho nên sợ ngày mai ngày thứ sáu nữa mà ra ngoài bả mua nữa cái bả lại khuyến mãi tặng cho mấy con cá nữa về cái thấy xong cái nhận nữa là sao thành thử ra qua tới cái ngày thứ sáu ông này lại tiếp tục ra đây mua tôm mực nữa vậy thì chị ngọc cá hú á chị mới nói á là ông này ổng mới bỏ cho chị một cái phong bì 500 trăm ngàn đồng quý vị thấy không ổng bỏ vô ổng mới nói với chị nè thôi anh nói thiệt em đừng có khuyến mãi em đừng có giảm giá gì hết trơn em cứ bán bình thường như là người bình thường đi mối mang mối mang nhưng mà đừng có giảm giá với lại đừng có khuyến mãi cá nữa anh đã nói anh nhận cá lắm rồi đừng em đừng có khuyến mãi cá bây giờ anh anh đưa lại em 500 trăm coi như là tiền lì xì cho em với lại là bữa giờ em khuyến mãi cho anh đủ thứ mất công em lỗ nữa anh đưa em 500 trăm coi như bù lỗ cho em lúc này chị Ngọc có hú chứ đâu có chịu nhận cái tờ 500 ngàn bỏ trong phong bì đâu cái gì chị đâu có chịu nhận chị nghe ổng nói vậy chứ đâu có chịu nhận đâu cái chị mới nói thôi em bán hàng vui vẻ vui vẻ quan hỷ mà anh không chịu nhận quà cáp của em cho thôi em tặng anh cá dồ nuôi mà anh cũng chê em tặng cá lồng tông anh cũng chê mà bây giờ em giảm giá tiền anh thì anh nói tiền việt nam bèo mà em còn giảm cái gì anh cũng chê vậy thôi em không lấy 500 trăm ngàn của anh đâu thành thành ra thôi không lấy đâu em có cái sĩ diện của em thì cái ông việt kiều nào mới nói em dễ thương quá thôi em không lấy tiền anh anh mừng dễ sợ bây giờ anh nói nè à, thôi bây giờ em năm nay em bao nhiêu tuổi nói chuyện với em hôm qua em hỏi tôi không mà tôi chưa hỏi em em bao nhiêu tuổi thì ngọc có hú mới nói em nay 40 rồi anh ơi thì ông này mới nói rồi vậy 40 em có chồng rồi phải không mà sao anh nói thiệt nè bây giờ gỡ cái khẩu trang ra cho gỡ gỡ cái quai nón lá ra cho anh coi nhìn cái mặt cái coi em bữa giờ ngày nào 6 ngày rồi gần một tuần lễ giáp một tuần anh ra chợ rồi mà ngày nào em cũng gì đeo khẩu trang rồi còn lấy thêm cái quai nón lá ịt vô nữa sao cái mặt em chịu nổi nóng lắm sao chịu nổi thì cái chị này giống nói không cái nghề của em rồi nghề của em em phải che vậy đó anh ơi chứ uh, nhiều khi ngồi trong chợ nám mặt thì cái uh, ông này nói trời trong chợ bít bụng gì em nám gì không anh chợ cái 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 lòng chợ uh, nó nó lợp lợp mấy to nó trên nhưng nhiều khi hát nắng xuống nhiều khi nó cũng uh, nám mặt lắm anh ơi nó nám nó nám âm không nó nám âm 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 rồi biết đâu một hai năm nó nó trổ từ dưới nó trổ lên cái em không biết cách sao em em trị cái nám nữa không chị nám khó lắm anh ơi thì bây giờ là mới che vậy quý vị thì ông này ông nói thì giờ này em tháo ra một cái cho tôi nhìn mặt em cái được không chứ bây giờ là bạn hàng gì mối mang gì mà tới giờ chưa biết mặt nhau nữa không thì à, chị ngọc có hú chị mới tháo qua ra thì trời 40 tuổi mà nhìn em như 35 mươi không nhìn trẻ hơn 5 tuổi luôn nhìn mặc dù là dân buôn bán nhưng mà nhìn nói chung mà cũng không phải đến nỗi mà giải nắng dầm xương thấy không thì nhìn cũng còn trẻ trẻ mà tại chắc là chắc tại bốn tuổi mà chưa chồng chưa con nên nhìn nó trẻ hơn quý vị thì coi như là hai bên là bây giờ thân thiết quý vị qua tới cái ngày thứ bảy thì cái ông Phong Việt Kiều Mỹ này Ông lại ra và ngày hôm nay thì ổng nói nè Hôm nay anh ăn cá em bữa nữa thôi Xong rồi chắc ít bữa nữa anh giảng giảng anh không ăn nữa Tại vì từ cái bữa Mà anh ăn cá dồ mà em tặng xong á cái tự nhiên giờ anh giống như sang chứng tâm lý vậy đó <laughs> anh anh giờ anh thấy cá với lại thấy hải sản rồi bữa giờ anh anh ngán cá đó ngày nào anh cũng ra hải sản hải sản anh ăn ghét bây giờ anh ngán quá em ơi anh muốn bị gút luôn rồi thôi thôi anh không ăn nữa bây giờ chắc là hôm nay ngày cuối đó anh ra ngoài chợ anh mua cá của em xong rồi chắc anh giảng giảng rồi xong rồi sau đó nữa chắc là anh đi du lịch khuây khỏa này kia chắc là thời gian tới không có gặp em thì ngọc cá hú mới nói uh, buồn quá vậy tự nhiên bạn hàng mới làm mối mang mới thân nhau đây được sáu bảy ngày thì giờ, giờ hôm nay không ăn của tôi nữa không đúng không dân buôn bán mà phải nói chuyện vui vẻ thì cái anh phong mới nói nhưng mà giờ khác rồi nha nếu mà giờ anh nó không không phải là trong vai trò là mối khách hàng mua cá của em mà bây giờ anh muốn bắt con cá được không bây giờ anh mua cá thì anh không mua bây giờ anh bắt con cá em cho không thì ngọc cá hú mới mới, mới ngờ ngác ngờ ngác ủa, anh em ở đây mà bắt con cá là nè em để nguyên xe cá này anh muốn bắt con nào anh bắt đi rồi em đem lên cân em bán thì cái ông này mới nói không bây giờ anh muốn bắt con cá mà 55 kg đó được không con cá một mét một mét sáu mươi ba mà năm mươi lăm chịu không thì ngọc cá hú mới cười trời ơi ai thì ra là anh nói tôi vậy là anh thích cá hú này đúng không cá hú mà mấy sáu ba năm năm kg đúng không thì cái ông phong việt kiều mỹ này ông mới nói thì vậy chứ sao nữa em thì bây giờ anh nói hoạch tẹt đây còn gì nữa em còn muốn tẹt cỡ nào nữa bây giờ tẹt cỡ đó là tẹt cũng tới cái đáy giếng rồi chứ em còn muốn anh nói tẹt cỡ nào nữa không thì sau đó vậy là ông phong này ông mới chủ động ông xin số phone của chị ngọc cá hú ông nói bây giờ á không làm bạn hàng nhưng mà mình có thể là làm bạn tình À, mình có thể là bạn bè anh nó lộn anh bị liếu lưỡi anh anh nó lộn à, em cho anh nó lại phải không thì sau đó là ông phong này mới xin số phone đó mai mốt ví dụ mỗi lần mà anh về việt nam hoặc chẳng hạn anh anh sẽ alo em biết đâu mai mốt em chuyển qua chợ khác em bán thì anh đi theo em qua chợ mới mua phải không bây giờ mối mang cỡ đó còn gì nữa bây giờ em đi chợ nào tôi đi qua chợ đó tôi mua cá của em bây giờ em bán cá ở bên hóc môn mà tôi ở bên quận nhất này tôi vẫn chạy qua hóc môn tôi mua cá của em thì ngay cái lúc này chị Ngọc Cá Hố mới khuyến mãi cho cái anh Phong Việt Kiều Mỹ này một cái bài thơ Đây là một cái bài thơ vần 4 Đó bắt đầu sổ nho này nha Nho chùm nha quý vị chuẩn bị hứng nho chùm Thì Ngọc Cá Hú mới tặng cho anh Phong Việt Kiều Mỹ này một cái bài thơ như thế này Anh đừng tán em Em nói thiệt đó Rồi anh sẽ thấy em đổ cái rầm Em đã yêu thầm Anh hay mua cá Tình trong như đã mà mặt ngoài thì còn e em nói anh nè anh đừng có ngại thân em là con gái đang chờ anh cua à, quý vị thấy chưa trời xuất khẩu thành văn liền à. xuất khẩu thành văn bốn chữ không nay hôm thành thơ bốn chữ cái này là thơ dần bốn à nên mời nói vui, vui 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 vậy thôi thì sau cái ngày hôm đó là hai bên đã có số điện thoại và ép vô ép vô cái uh, ứng dụng mà giả lộ với lại ép vô cái ứng dụng mà phở bò đó Ờ, ứng dụng mà giả lộ là ứng dụng vô la mà mấy bữa anh em ơi, mười hay nói nói vô la là lái lại quý vị lái giùm nha còn còn không gọi là ứng dụng giả lộ đó còn mà ứng dụng FB là gọi là ứng dụng phở bò đó thành ra là quý vị cô chú anh chị mình cố gắng hình dung giùm để mười tại vì mình không có được nói cái tên đó nó hơi bị hạn chế ở trên đây nha quý vị nha thì sau khi mà bây giờ là hai bên là ép trang cá nhân mạng xã hội nhau rồi giống như là ép thông tin đồ này kia ha thì uh, sau đó hai bên nhận vẫn nhắn tin qua lại anh phong việt kiều mỹ này cũng nhắn tin đồ rồi, rồi cũng uh, hỏi thăm sức khỏe rồi cũng uh, gửi cho những cái tấm hình là anh đang đi du lịch ở đây ở đây đây đồ này kia cũng xe uh, đồ này kia giống như uh, khoe là thực tế là anh có đi chơi chứ không phải là anh xào xạo anh đi với con khác không thì sau đó là từ từ là ông phong việt kiều mỹ này ông mới thả thính ở trên đó uh, nhắn tin gọi điện rồi nói chuyện yêu đương và bắt đầu là cái chị ngọc cá Hú này nè thì thuộc dạng phụ nữ mà bây giờ đã có vật chất rồi thì đang đang thiếu thốn tinh thần quý vị ơi thiếu tình cảm thời gian qua đó em sợ bị mất đau mà bây giờ em gặp anh thì em hết đau rồi cho nên thành ra là bây giờ gán ok bây giờ chịu quý vị thì ông này ông mới tỏ tình và bà này chịu đồng ý nhưng mà lúc này gọi là dạng là tỏ tình online và chấp nhận lời yêu online thôi chứ chưa có gặp mặt trực tiếp để mà nói lời yêu ha nhưng mà trong lòng của chị ngọc cá hú thì chị nghĩ là chỉ ông này là hai người xác định là lâu dài Tại vì hôm bữa đã gặp nhau trực tiếp một thời gian cũng được gần tuần lễ ngoài chợ đúng không? Rồi sau đó thì ông này thường xuyên liên lạc gọi điện rồi ông này đi đâu, ông này làm gì cũng hay nhắn tin chia sẻ với chị. Thì chị cũng nghĩ là hai bên á, lớn tuổi rồi có phải trẻ chung gì đâu, chỉ 40 ông này 55 rồi. Thì chị nghĩ là hai bên xác định vậy là tìm hiểu lâu dài chứ có phải là trẻ trâu nữa đâu, có gì trâu trẩu đâu không? thì đến một cái ngày đẹp trời bây giờ là đã là người yêu rồi nha mình kể dắt dắn tắt lại bây giờ bây giờ là coi như người yêu rồi đó yêu yêu nhau mà kháng khích rồi và chị ngọc cá hú bây giờ tin tưởng ông này rất là nhiều tin tuyệt đối luôn rồi thì cái ông gì việt mỹ này nè ông mới nói là ông đã, lúc này là ông nói là ông đang ở bên mỹ có nghĩa là ông ông phong này ông nói ông quay trở về mỹ rồi và ông vẫn liên lạc cho chị ngọc cá hú này hai bên vẫn liên lạc qua mấy cái ứng dụng online đó để nói chuyện rồi kia thì cái lúc này quý vị à, một cái bữa đó đẹp trời thì cái ông phong này ông mới nói với chị ngọc cá hú như vậy À, em ơi bây giờ ở bên đây á anh có một cái người bạn mà muốn mua cá khô để mà họ tặng cho bạn của họ mà bạn của họ đó thì đang ở bên việt nam nhưng mà ở dưới sóc trăng à, quý vị không nghe nó hơi gói hả quý vị ha nhưng mà quý vị hình dung từ từ là sẽ dễ hiểu có nghĩa là anh phong này ảnh nói với lại cái chị ngọc cá hú á là ảnh đang ở bên mỹ tức là ảnh đã quay về mỹ rồi ảnh đang ở bên mỹ rồi xong rồi ảnh liên lạc ít ngày xong rồi bắt đầu cái ngày hôm đó Ảnh mới nói là ảnh có một cái người bạn của ảnh ở bên Mỹ nè Đang ở bên Mỹ với ảnh nè Cái người bạn đó nghe nói là ảnh có người yêu là chị Ngọc Cá Hú này bán cá trong chợ nè Cho nên là cái người bạn đó mới nhờ anh Phong là liên hệ Cái người bồ của anh Phong là cái chị Ngọc Cá Hú này Là bán cho họ 5kg cá khô 5kg cá khô nha quý vị nha Để mà họ tặng cho người thân ở dưới Sóc Trăng Đó thì nợ túm lại câu chuyện là như vậy thì khi mà nghe như vậy quý vị nghe khi mà chị ngọc có hú chị nghe như vậy thì chỉ đồng ý liền phải không thì cái người bạn của anh phong mới kêu anh phong nhắn gửi á là bây giờ năm ký cá khô đó đó là chia ra làm năm phần quà thì tổng giá tổng cộng á là năm ký cá khô đó là 5 triệu quý vị thì khi mà chị chị ngọc Cá hú chỉ là dân buôn bán thì có người mua có người mua thì mình là người bán thì mình bán thôi chứ đừng chơi khen gì quý vị Bây giờ ở nước ngoài cũng bán thôi chứ có phải là nước trong mới bán nước ngoài không bán đâu không Thì chị mới nói thì bây giờ nếu mà như vậy á là chị sẽ đóng cá khô và chỉ giao qua đâu chỉ giao xuống dưới sóc trăng cho cái người bạn đó của họ hàng sao Thì chị mới hỏi anh Phong vậy nha Thì anh Phong anh mới nói là thôi cái chuyện này thì anh không có gành Tại vì á là thực tế mà nói là 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 anh chỉ là đứng trung trung gian thôi Tại vì đó là con đứa đứa bạn mà giống như cũng không có thân lắm nó biết là anh quay về anh quay về Mỹ nó nghe anh nói là anh có bộ bên Việt Nam là bán cá rồi nó nhờ cậy anh vậy thôi nhưng mà bây giờ để mà hỏi thực tế chính xác á là nó muốn mua cá như thế nào chia ra hoàng sao hay như thế nào đó chi tiết á thì anh đưa cho em cái số phone của cái đứa bạn đó của anh rồi em ép cái số phone đó vô trong cái ứng dụng mà giả lộ đi rồi xong rồi hay là ứng dụng mà phở bò đi rồi em ép vô xong rồi là coi như là em liên lạc trực tiếp với nó rồi nó nhắn tin cho em để mà hai bên nói chuyện cho nó dễ không mua bán nhau nói chuyện cho nó dễ thì lúc này anh phong anh mới nhắn cho cái chị ngọc cá hú một cái số điện thoại của mỹ quý vị với cái đầu số là cộng một nha đó thì mình nôm nôm na là mình nói vậy thì đầu số là cộng một rồi phía sau là một hàng số đó thì uh, chị Ngọc có Hú chị mới uh, thấy vậy là chị biết uh, số điện thoại này số điện thoại nước ngoài thôi chứ chị có không gành là số điện thoại cộng 1 của Mỹ nữa mà chị biết là chắc chắn là số điện thoại này số điện thoại nước ngoài rồi. Thì chị mới lấy cái số đó chị ép vô cái ứng dụng và bắt đầu là 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 chị chat. Thì khi mà chát uh, uh, tìm cái số điện thoại đó thông qua cái ứng dụng phở bò đó thì nó hiện ra đó, nó hiện ra là một cái tài khoản là con tim quá đá. Đó quý vị thấy không? Đó nghe nghe cái số từ nghe cái tên nick mà thấy thấy quái cái trưởng rồi bây giờ ơi con tim quá đá thì lúc này quý vị chị ngọc cá hú là dân bán mà thì mình phải tương tác đầu tiên không mình ép vô xong mình mới nhắn tin thì chị ngọc cá hú mới kể nhà chị nhắn tin cho cái con tim quá đá đó thì nói chuyện qua lại thì con tim quá đá mới kêu chị là bây giờ là họ sẽ chuyển khoản trước cho chị là 3 triệu đồng tiền đặt cọc con tim quá đá nói vậy nha nói là bây giờ anh sẽ chuyển cho em trước 3 triệu tiền đặt cọc nha rồi sau khi mà người thân của anh ở dưới sóc trăng mà nhận được cá khô 5kg của em rồi đó thì lúc đó người thân anh xác nhận với anh rồi thì anh sẽ chuyển thêm cho em 2 triệu tiền đặt cờ, uh, 2 triệu cái phần tiền còn lại, hay không? Là tổng cộng 5 triệu là 5 ký cá khô. Thì lúc này chị Ngọc cá hú chỉ đồng ý quý vị, đặt cọc trước 3 triệu là trên 50% số tiền là cũng quá ok quý vị. Thì uh, lúc này à uh, cái, cái 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 tài khoản mà con Tim quá đá đó đó, cái người bạn của anh Phong á mới nói gì nè, uh, bây giờ em nhắn cho anh cái uh, số tài khoản ngân hàng đi để uh, anh chuyển khoản, hay không? thì lúc này quý vị à chị ngọc cá hú chỉ mới nhắn tin à, cho cái à, tài khoản mà con tim quá đá bạn của anh phong này một cái à, tài khoản ng ngân hàng của à, aribank ở bên việt nam mình tức là ngân hàng à, nông nghiệp phát triển nông thôn đó thì thường à, thì thường những cái người mà dân buôn bán này kia thì thường người ta sẽ xài cái tài khoản ngân hàng nào mà của à, xài xài ngân hàng này quý vị thì khi mà chị Ngọc cá hú chị gửi cái số tài khoản của chị á, thông tin của chị á, qua bên cái tài khoản của con tim quá đá đó gửi cái thông tin để cho cái anh con tim quá đá đó ảnh 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 chuyển cái số tiền đặt cọc 3 triệu vô cho chị thì khi mà chị gửi qua xong thì cái tài khoản nó mới nói chuyện vậy à, bây giờ em đưa cho anh cái số tài khoản này không được rồi bởi vì là cái ngân hàng của anh bên Mỹ á, mà bây giờ chuyển qua cái tài khoản mà Asiban này nó hơi bị cấn, có nghĩa là nó hơi khó. À, mà bây giờ nếu mà chuyển đi vô rồi thì nó cũng hay có cái trụ vụ lấn cấn là tiền á, tiền á, nó qua chậm không, tiền nó qua chậm qua lâu. Đó. Thành ra là nếu mà được thì em có cái tài khoản ngân hàng nào khác không em gửi qua cho anh đúng không? Thì cái anh con tim quá đá nói vậy quý vị thì chị Ngọc Ngọc Cá Hú này chỉ tin tưởng đây là bạn của anh Phong mà không? thì chị mới nói uh, vậy uh, ok vậy thôi nếu vậy để uh, em đưa cho anh cái tài khoản ngân hàng uh, tết Cơm băng được không thì cái uh, anh con tim quá đá đó anh mới nói với chị ngọc cá hú là ok ngân, ngân hàng tết cơm thì ok anh sẽ chuyển tiền liền cho em thấy không thì khi mà chị nghe vậy là ok rồi thì chỉ uh, lúc đó chỉ chờ tới chơi 9 giờ tối ở bên đây quý vị mà tiền nó cũng chưa vô nữa quý vị nó không có báo là tiền vô gì luôn thì độ một lúc sau quý vị à, uh, sau khi mà chị Ngọc có hú này nè chị nhắn tin chị nói là giống như là em chờ mà chưa thấy là báo là tiền vô thì cái có một cái số điện thoại nước ngoài số điện thoại Mỹ mới gọi cho chị là cái số của cái cái số mà hồi, hồi lúc đầu chị ép vô nó ra cái tài khoản công ty quá đá đó là cái số cộng một đó đó nó gọi cho chị thì khi mà chị chỉ thấy số điện thoại nó gọi thì chị biết là chắc chắn là cái anh bạn của anh Phong gọi rồi chị mới bắt máy lên chị nghe thì cái đầu dây bên kia cái anh đó anh mới nói chị vậy nè anh nói em ơi em bây giờ á em giúp giùm anh cái này nha bây giờ á và nói chung là cũng hơi bất tiện cho em nhưng mà em thông cảm không sau khi mà suy nghĩ lại á, thì anh quyết định là thôi anh gửi luôn cho em một thể 5 triệu luôn có nghĩa là anh gửi một lần 5 triệu luôn tại dù sao em cũng là chỗ quen em là bồ của Hồng phong mà Hồng phong á thì lại là bạn anh bạn của anh ở bên đây cho nên thành thử ra thôi anh quyết định rồi gửi chi hai uh, ba đoạn hai ba hai ba lần chi cho nó cực cái ông 3 triệu rồi hai triệu chi cho nó cực anh uh, suy nghĩ lại rồi thôi anh quyết định anh gửi luôn một lần 5 triệu cho em luôn có 5 triệu thôi cũng không có nhiều, được khoảng độ 200 đô chứ gì thôi anh trả luôn một lần không thì uh, chị ngọc có hú chị nghe vậy chị thấy cũng hợp lý chị thấy anh này cũng có thể dễ là người đàng hoàng không chị thì sau đó chị cũng ok luôn thì 5 triệu 5 triệu làm sao cũng được hết trơn á miễn sao trả tiền cho em để em, em giao khô cho anh là được rồi và xong rồi á thì cái anh này nè anh con tim quá đá mới nói với chị ngọc có hú á là à, bây giờ á là anh chắc chắn là anh sẽ chuyển hết cho em một thể 5 triệu như anh đã nói nhưng mà bây giờ á là anh đang đứng chờ ở ngoài chỗ giao dịch để mà anh gửi tiền cho em thấy không là ý là nói chỉ vậy đó anh đang đứng ngoài đây nè anh đang đứng ngoài điểm giao dịch để anh gửi tiền cho em nè Thành thử ra là ngày mai em chuẩn bị cá khô để em gửi về dưới sóc trăng cho bạn anh liền giùm cái Tại vì cái số 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 5kg đó là để tặng, để quà cáp cho người ta không Cho nên cần gấp Thành ra là ngày mai em đóng gói em chuyển xuống dưới sóc trăng liền cho anh dùm Thì chị Ngọc cá hú chỉ thấy vậy là ok rồi Anh này anh đang xếp hàng, anh nói anh đang ngoài điểm giao dịch anh, anh chờ vô để mà anh gửi tiền rồi Có nghĩa là ok chắc mẻm rồi Thì ngủ một đêm sáng ngày mai mình đóng gói 5kg cá khô mình gửi xuống sóc trăng không Thì ngủ một đêm sáng ngày vậy chị ngọc cá hú chỉ mới thấy điện thoại chị nó báo lên á là có cái tin nhắn của anh con tim quá đá này nè ảnh gửi cho chị không ảnh gửi cho chị cái hình ảnh qua cái ứng dụng phở bò đó gửi cho chị cái hình ảnh là ảnh đã gửi tiền ảnh có gửi kèm một cái ảnh đó là cái phiếu giao dịch có in á ảnh ờ, kèm theo ở trong cái tấm hình ảnh gửi vô cho chị để cho chị xác minh là biết được rằng là ảnh đã gửi cho chị 5 triệu ha thành công rồi đó kiểu dạng vậy cái biên lai á thì chị ngọc cá hú chỉ coi như vậy thì chị thấy là ờ vậy là anh này anh chuyển cho mình rồi nhưng mà anh chỉ chờ mà sao chỉ kiểm tra tài khoản chỉ thấy không có tiền. Quý vị không? Không có tiền. Chỉ mới nhắn tin là chị nói anh 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 chuyển tiền hồi khi nào, anh chuyển tiền rồi mà sao em tới giờ sáng nay em thức dậy em thấy tin nhắn anh mà em vô em kiểm tra tài khoản ngân hàng em thấy vẫn chưa vô tiền. Mà điện thoại em nó cũng không báo gì luôn, có nghĩa là em chưa có nhận được. Thì lúc này ông con đá ông mới nói vậy ông nói anh gửi tiền qua cái Western Union. À, anh có kèm theo cái mã xác nhận nè bây giờ anh gửi cho em cái mã xác nhận luôn rồi ông mới gửi cho chị một cái mã xác nhận của gì thì lúc này chị ngọc cá hút chị mới thấy cấn cấn nữa rồi sao tự nhiên hồi tối ổng nói ông ngoài ngân hàng bây giờ ông nói ông đi ông gửi cho mình là qua western union sao hồi tối ổng không nói luôn cho gọi không thì một lúc sau cái gì sau khi mà ông gửi cho chị cái mã xác nhận của western union mà ông đã cái lệnh chuyển tiền mà ông đã chuyển qua western union á ông gửi cho chị mã xác nhận rồi á thì một lúc sau trong tài khoản trong cái điện thoại của chị nó báo lên một cái tin nhắn với cái số máy lạ nó hiện lên cái nội dung là giống như là Western Union thông báo là số tài khoản của chị gì chị số tài khoản Techcombank băng của chị tên gì họ tên là gì rồi số tài khoản là bao nhiêu vậy vậy á đã cộng thêm 5 triệu đồng tiền Việt Nam đó mã giao dịch là này kia này kia thì cái mã giao dịch nó hiện y chang cái số mà của ông uh, con tim quá đá lúc nãy gửi cho chị ở trong cái tin nhắn luôn là đúng y chang cái mã xác nhận đó luôn mà cái 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 tin nhắn mà của Western Union nó báo lại chỉ là cũng cái mã xác nhận y chang vậy luôn. Thì chị thấy vậy là hợp lý rồi, vậy là quá là logic rồi đúng không quý vị? Thì ở trong cái tin nhắn của Western Union này nó gửi cho chị á nó có thêm cái nội dung á là test cơm băng thông báo quý khách nhận tin nhắn vui lòng xác nhận mã giao dịch và thông tin tại cái nó hai chấm quý vị, hai chấm cái xong mở đầu nó ghi thêm một cái mã giống như là một cái đường link vậy á thì nó kêu chỉ là phải copy cái đó và clip vào cái đường link đó, đường link trong tin nhắn đó. Đặng để mà dẫn dẫn chỉ tới một cái trang web để mà chỉ phải bắt buộc là chỉ phải xác nhận trên cái trang web cái mã giao dịch đó là có có đúng thật sự không. Kiểu dạng vậy đó. Thì chị này chỉ mới làm theo cái gì tại chị thấy cái đó là tin nhắn của ngân hàng mà, chị mới nhấn vô cái đường link thì khi mà nhấn vô cái đường link rồi á thì nó dẫn chỉ dẫn chỉ dẫn chỉ đi cho tới cái khúc á mà nó yêu cầu chỉ phải là soạn một cái tin nhắn với cái cú pháp là à, tcb cách khoản hủy cách khoản smart otp rồi gửi tới cái uh, số là cái gì uh, nói xung mà bolo bala gì đó gửi thêm một cái đầu số nữa nó kêu chỉ là phải uh, nhắn một cái cú pháp tin nhắn theo cái uh, cú pháp mà nó ghi sẵn vậy đó là ghi vậy rồi gửi tới cái số do bốn số vậy thì sau khi mà cái chị ngọc cá hú này chỉ làm theo như vậy quý vị chỉ soạn tin nhắn vậy và chỉ gửi tới cái số mà tám không không biết đó gửi vô số đó thì sau khi mà uh, truy cập vô cái đường link và nhập mã giao dịch rồi xong rồi làm cái cú pháp tin nhắn đó xong thì coi như quý vị tình tính tan tình tan luôn cái số tiền trong tài khoản ngân hàng tết cơm của chị lúc đó là nó đang có là hơn 25 triệu đồng và có thêm một cái tài khoản tiết kiệm ở trên ngân hàng trên cái app nữa nữa là 130 triệu của cái tài khoản tiết kiệm trên đó của chị nữa nó mất luôn một cơn gió thổi qua 130 triệu tiền tiết kiệm và 25 triệu tiền trong tài khoản để, để xài mà bây giờ mất hết luôn là coi như mất 155 triệu quý vị không thì chị này chỉ mới tức tốc cái gì chỉ mới kiểu như là liên lạc lại cái tài khoản con tim quá đá thì bây giờ tài khoản con tim đã, quá đá nó đã nó đã thành là con tim mùa đông đóng băng bây giờ nó đóng băng tài khoản rồi bây giờ vô 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 nhắn tin nó không trả lời vô nhắn tin nó báo là giống như là không không đã gửi nhưng mà chưa nhận có nghĩa là chắc là nó ốp luôn rồi nó 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 xóa nít luôn hay sao rồi bây giờ nó không nhận luôn mà rồi chị mới bắt đầu cái gì chị gọi vô cái số mà cộng một mà cái số mỹ á thì gọi vô thì nó là không có tín hiệu đó không có tín hiệu gì luôn nó im ghe luôn không biết nó có bẻ sim bỏ luôn không biết thì chỉ lúc này chị chỉ mới túng quẩn chỉ gọi qua cho ông phong à, bồ mình mà không à, anh anh phong việt kiều mỹ bồ mình này là bạn anh phong không gọi cho ông phong gọi ông phong à, à xin lỗi đầu dây bên kia ngọc cá hú đừng tìm phong việt kiều nữa không <laughs> bây giờ là phong việt kiều đã ngán uh, ngọc cá hú rồi uh, với lại uh, sợ uh, ngọc cá dồ lắm rồi thôi uh, ngọc uh, cá hú đừng kiếm uh, phong việt kiều nữa không thì bây giờ đầu dây bên kia là nghe một cái giọng the thế như vậy và sau đó là tòa tí te đàn kêu tích tịch tình tác 155 triệu của em mà ai trả lời cho nàng đây quý à, vị không thì bây giờ là ngọc cá hú mất trăm năm năm triệu bây giờ là bởi vậy không cái gì thấy chiêu trò chưa chiêu trò ghê gớm ghê gớm thôi nêu mười gom ghế bỏ chạy quý vị ơi bây giờ là tao nói uh, quen nhau trong chợ cũng dù sao thì ít nhiều gì cũng 6 ngày 7 ngày giáp mặt nhau không vậy mà sau đó vẫn bị lừa à, chứ đâu phải ba chuyện mà yêu đương mà dạng như online thí dụ như á, em nói cái gì nghe nếu mà mình chờ mà cái này là mình tâm sự cái này nêu mười đang nói chuyện như tâm sự với quý vị, với quý vị thôi nha cái này là không có trong câu chuyện thì uh, thật sự mà nói nếu mà 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 ở đây anh chị mình cũng không có nên uh, mà dạng như chê, chê chê trách chị ngọc cá hú chi cũng tội nghiệp bà. cái thứ nhất là mình phải coi sức thân người ta cái chị ngọc Cá hú hồi xưa giờ là mình là dân là cái gì uh, đi làm, làm bằng lao động chân tay mà mình thuộc dạng như, như là cuộc sống rất là chật vật để mà mưu sinh nên và nên là mình đâu có thời gian đâu mà mình gánh gỏi đi lên trên mạng mình coi báo rồi coi cập nhật tin tức mỗi ngày mỗi ngày đồ này kia đúng không đúng không quý vị cái đó là mình cũng phải thông cảm cho người ta cái thứ nhất là vậy thứ hai là nhiều khi ba cái công nghệ nhiều khi uh, chị này chỉ có không có gành cho đắm nữa thành ra khi mà cú pháp tin nhắn là đường link người ta kêu bà làm gì bà làm theo cái đó đó quý vị thấy không uh, thành ra đó cũng là cái thứ hai và cái thứ ba nữa đó là cái gì tại vì cái ông này với chỉ là hai người ông này cũng kiểu gieo rắc niềm tin á ông dù sao cũng gặp ổng ở chợ này kia nọ nói chuyện thì thật sự mà nói nếu mà mình nói chị này chỉ bị lừa tình thì cũng có thể là lừa tình đó chứ sao cũng thương mới tin á nhưng chỉ có điều mà mình nói là chị này kiểu dạng dại dột thì cũng không nói được tại vì một khi mà cái người mà họ muốn lừa mình rồi họ hay lắm quý ơi đã nói là nó đi lừa mình nó phải hay hơn mình chứ nếu mà nó đi lừa mình mà nó dở hơn mình vậy thôi là mình thành thành là mình lừa nó rồi đúng không quý vị bởi nên là mấy cái đứa mà đi lừa mình là nó phải giỏi hơn mình nó phải uh, cao siêu hơn mình đó không thành ra là nếu mà mình chửi cái người mà bị lừa ngu thì cũng tội nghiệp người ta bởi vậy nên là ở đời thôi thôi mình đừng có dạng nhờ đừng khẩu nghiệp cái gì ơi không không ai khôn hơn ai mà cũng không ai ngu hơn ai nhiều khi mình khôn lúc này mà mình ngu khúc khác không mình đâu nói được bởi vì nhiều khi mình cười người ta bữa sau mình mình ngu ngu mình lú lú sao nhiều khi cái nghiệp nó tới cái tự nhiên tới lúc đó cái đầu mình nó u mê phải không nhiều khi bây giờ thì mình khôn lắm đó tại vì bây giờ mình chưa dính cái nghiệp thì mình khôn nhưng mà mai mốt lỡ một giây phút nào đó mình bị 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 nghiệp quật hay không mình vô cái nghiệp rồi cái tự nhiên lúc đó cái đầu mình nó u mê u mê tâm tối của mình bị dụ không có, 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 lúc lúc đó cái tới người khác cười mình á à. đúng không quý vị bây cuộc đời không lẽ này mình mình đi cười chèn hôm nay tôi cười anh ngày mai anh cười người kia người kia cười người nọ không để cười hoài đúng không cười cười say dòng thành ra là cái câu chuyện mà nếu mọi thấy thì mình không nên chừa chê trách chị ngọc cá hú nói chung là chị này cũng thuộc dạng là bảy bảy bốn chín kiếp nạn Nói chung là cuộc đời gặp quá nhiều kiếp nạn nhưng mà bây giờ nói động ngay là trong cái xuống có cái hên Đó là chị này chỉ, chỉ uh, mất có 135 triệu nhưng mà dù sao thì chắc chắn là chị này vẫn có tài khoản ngân hàng khác vẫn có tiền Tại vì chỉ có cái tài khoản Azibank đó Nhưng mà theo nêu 10 thiết nghĩ là tài khoản Azibank sẽ là cái tài khoản chính của chị, tài khoản có nhiều tiền Tại vì tài khoản ACB là thường những cái người mà người ta làm những cái nghề như là dạng như làm nông nè, làm buôn bán nè, người ta hay xài cái tài khoản của ACB tại nó là ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn. Nó chuyên dành cho những cái người mà người ta làm lao động này kia vậy đó quý vị. Cho nên là chắc chắn tài khoản ACB là tài khoản chính, còn tài khoản tách cơm thì chẳng qua là tài khoản phụ thôi. Nhưng mà chính vì tài khoản ACB là nó cũng thuộc dạng như là dạng giống như là ngân hàng nó được bảo trợ về cái sự tính năng bảo mật cái giống như là việc cơm đ kia của của Việt Nam mình đó. Thì nhiều khi bảo mật nó cao thành ra cái tụi mà cái tụi mà dạng như là scammer này nè nó không nó không có mà vô đánh vô cái thằng tài khoản ACB được. Cho nên cái lúc mà chị Ngọc Cá hú chỉ đưa cái tài khoản ACB nó nó nói là tài khoản này gửi tiền chậm trễ rồi kia nó kêu gửi tài khoản khác là vậy đó quý vị. Là tại vì Techcom là ngân hàng tư mà, ngân hàng tư thì nhiều khi nó nó có cách nó lương lẹo được. Còn mấy cái ngân hàng mà của nhà nước hay là có này kia thì người ta chắc chắn là người ta sẽ uh, bảo mật hơn cho nên là nó không có bẻ được, cái không nó không có vô được đó thì đó coi như là cái này là cũng là cái gì chị, chị ngọc cái hú này cũng xui đó chứ thật sự là như vậy thì thưa quý vị là cái câu chuyện thì đến đây là cái phút giây cảnh giác đó quý vị cô chú anh chị mình cũng coi gì coi cái video này để mà mình đề phòng đặc biệt là chị em phụ nãy mình nên cẩn thận hết sức quý vị thấy không bây giờ quen nhau sáu bảy ngày nói chuyện dù sao là cũng biết nhau cũng biết mặt biết mỗi nhau mặc dù là không xác minh danh tính gõ gàng nhưng mà ít nhiều cũng biết mặt biết mỗi nhau nói chuyện trực tiếp với nhau vậy luôn rồi đó mà cũng bị lừa quý vị không thì thưa quý vị là đến đây thì cái video hôm nay xin được phép khép lại À giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý vị của chú anh chị trong một video kế tiếp